Anh có hỏi một cái người bạn của anh á, về cái căn bệnh của em á, ở bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam á, anh có gửi hình ảnh qua cho bạn xem. Thì bạn đó thì trước đây cũng đã từng thẩm mỹ cho một cái chị Hương. Khi mà quay về cái hoàn cảnh của em á, thì anh cũng có trao đổi với bạn đó và anh có gửi hình ảnh của em cho bạn đó. Bạn đó làm đảm bảo những cái khâu mà thẩm mỹ đó. Em tư vấn chắc em sẽ có tiền, em sẽ kiếm đất em mua cắt nhà cho ba mẹ với lại ba mẹ già ở chung. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ sẽ đi qua thăm lại bé Dung, một cái cô gái được mệnh danh là cô bé người sói cô bác quý anh chị. Thì sau khi quay trường hợp của bé Dung đó, rất là nhiều cô bác quý anh chị á là khuyên Bùi Hồ rằng á là nên đưa bé Dung đi đến bệnh viện thẩm mỹ hoặc là đến bệnh viện nào đó khám cho em. Nhưng bệnh của bé Dung đó cô bác quý anh chị, đây là một cái căn bệnh do di truyền là hội chứng người sói, hay tên tiếng Anh là hypertrichosis. Đây là một cái căn bệnh mà rất là hiếm gặp trên thế giới. Trên thế giới thì từ thời Trung cổ đến thời điểm hiện tại á chỉ ghi nhận được 50 trường hợp như vậy thôi cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ muốn qua bên nhà của bé Dung để nói tâm sự với em, đôi lời với em về cái căn bệnh của mình, để cho Dung có thể hiểu ra thêm về cái cuộc sống của mình. Chỉ cần sống tốt, vui, khỏe là có thể sống thọ cô bác quý anh chị. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Bác quý anh chị ạ, thì sau một thời gian di chuyển thì hiện nay thì Bùi Hồ đang gặp được em Dung với cô bác quý anh chị. Mà ở clip trước thì Bùi Hồ có quay về cái hoàn cảnh của em. Dung ơi, thì hôm nay cái cuộc sống của mình sao rồi? Dạ, cuộc sống em cũng bình thường. Có cô bác mạnh thường quân hỗ trợ cho em không? Dạ, có hai anh. Hỗ trợ cho em ha. Dạ. Anh hỏi thật nè, khi mà quay như thế này thì em có ngại lắm không? Dạ, có. Có ngại hả? Hôm nay em có xem được cái clip của anh quay về em không? Dạ, có. Thấy mọi người bình luận không? Không. Không hả? Vậy thì em có biết rằng là cái căn bệnh của mình là cái căn bệnh gì chưa? Dạ, chưa. vậy hả Thưa cô bác quý anh chị, để quay cận cảnh cho cô bác quý anh chị xem về cái gương mặt của em Dung ha. Thì cái gương mặt của em thì một cái phần bên đây nó như là một cái vớt bóp màu đen gì á, và kể cả luôn ở cái phần cái tay của em mà ở clip trước Bùi Hồ có quay nè, luôn cái phần lưng thôi Dung ha. Dạ. Cho anh xem phần lưng lại cho mọi người xem thấy phần lưng quá. Đây là cái phần tay của em, bên đây là bị coi như là đừng dở ra Dung rồi. Đây là mọi người hả. Bên đây thì coi như một phần nửa phần mặt, bên đây thì coi như cái vết bóp. Hôm nay em có về nhà không? Dạ không anh. Không hả? Hôm nay đi làm như thế nào rồi? Dạ, làm cũng bình thường. Làm cũng bình thường thôi. Ví dụ như anh nói về cái căn bệnh của em thì em có ngại không? Dạ. Anh nói cho em biết luôn là cái căn bệnh của mình đó, thì anh nói để cho em biết khi mà mọi người không biết mà hướng dẫn em đi khám á, thì nó coi như là nó không đúng này đúng lúc này đúng kia á, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Cái căn bệnh của em là cái tên nước ngoài á là hypertrichosis. Thưa với cô bác quý anh chị á, khi mà tìm hiểu về cái hoàn cảnh của em Dung á, với lại về cái căn bệnh của em á, thì Bùi Hồ cũng có tìm hiểu sơ qua trên mạng nè, rồi hỏi một số bạn ở bệnh viện thẩm mỹ. Anh có hỏi một cái người bạn của anh á, về cái căn bệnh của em á, ở bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam á, anh có gửi hình ảnh qua cho bạn xem. Thì bạn đó thì trước đây cũng đã từng thẩm mỹ cho một cái chị Hương, cái gương mặt cũng dị dạng, bị thần kinh nó chạy, gương mặt chạy sợi bên đây nè, chạy sợi thầm tới mình khỏi càm luôn. Thì bệnh viện Cang Nam đã thẩm mỹ cho bạn đó, bây giờ thì bạn đó coi như gương mặt tạm thời là nó hết chạy sệ rồi. Đó là bạn Hương cũng quê ở An Giang của mình luôn. Thì khi mà quay về cái hoàn cảnh của em á, thì anh cũng có trao đổi với bạn đó và anh có gửi hình ảnh của em cho bạn đó. Bạn đó làm đảm bảo những khâu mà thẩm mỹ đó, thì bạn nói đó
trường hợp của em thì không thể nào thẩm mỹ được, bác sĩ can thiệp không được. Và sức khỏe của em cứ sống ổn định gì bình thường, mặc dù cái nhan sắc nó có không bằng người ta, không giống như mọi người, nhưng mà sức khỏe của em sống tốt, tinh thần lạc quan thì em vẫn sống thọ bình thường. Chỉ có cái phần là hơi bị nhược điểm tí xíu là gương mặt ở bên đây nó coi như là nó gần hết cái gương mặt của mình, nó không có thẩm mỹ rồi. Và cái căn bệnh của em á, dù sao thì mình cũng phải chấp nhận, mình phải biết để mình có hướng điều trị hay không ha. Dạ. Ở đây thì chỉ chia sẻ với anh với em, có anh với em thôi, chia sẻ cho em biết luôn. Từ ngày xưa đến giờ thì người ta cũng ghi nhận, từ Trung cổ tới giờ ta ghi nhận chỉ được 50 trường hợp thôi trên thế giới. Hiện nay Việt Nam thì cũng có mấy bạn giống như em, mà như là ở Quảng Ninh hay là Quảng Nam á, thì các bạn nó cũng có trường hợp giống như em. Và cái căn bệnh này thì trị không được, khi mà trị thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, và thậm chí là ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình luôn. Có một số cái trường hợp mà có cái căn bệnh giống như em á, thì khi mà trị thì nó bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nên thành thử là anh cho em hay là bác sĩ nói là em sống với cái tinh thần lạc quan, yêu đời, thì mọi người sẽ luôn ủng hộ đồng hành cùng em. Và anh cho em hay vậy thì mọi người á, hiện nay thì cộng đồng của mình á, đã rất quan tâm đến những cái trường hợp mà kém may mắn trong cái cuộc sống, thì trong đó có em. Thì anh quay để cho mọi người hiểu về cái nỗi niềm riêng tư của em thôi, để thông cảm với em nhiều hơn, chứ không phải là để mà cho mọi người dè biểu hay là như thế nào. Em hiểu không? Dạ. Anh cho em hay như vậy. Và đặc biệt ở cái căn bệnh của mình á, là phải là tóc. Thay vì thì đối với những người mà khác á, thì người ta sẽ tóc hoặc là lông thì nó sẽ mọc đều đặn và cố định bình thường. Còn em thì đôi khi nó tạo thành một cái vết bóp và nó nhiều hơn. Yeah. Và cái căn bệnh thì thẩm mỹ không thể nào can thiệp được. Anh Cơn đã có hỏi bạn anh rồi, bạn anh cũng đã có thông báo cho anh là như vậy. À, anh nói vậy thì em có ngại không? Nhưng mà bác sĩ nói là em cứ sống lạc quan yêu đời thì mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành của em. Và không ai nói ra được cái ước mơ gì hết trơn. Và bản thân anh cũng luôn, anh và mọi người cũng luôn quan tâm về cái cuộc sống của em, để cho em có cuộc sống tốt hơn. Ở đây không ai xa lánh hay kỳ thị ai. Mình may mắn, mình vẫn được cái may mắn là mình vẫn còn có ba mẹ, có anh em, có những người thân, và được lành lặn tay chân. Có đôi khi thì có những người, người ta lại bất hạnh hơn, sinh ra thì người ta lại không có ba mẹ chẳng hạn nè. Thì thậm chí là có những người sinh ra người ta không có tay, không có chân, hoặc là không thấy đường. Thì đó cũng là một cái khiếm khuyết trong cái cuộc sống đó. Mỗi người có một cái nỗi đau riêng. Đối với em thì vẫn đầy đủ, tay chân vẫn mạnh khỏe, vẫn đi làm bình thường, có công ăn việc làm, là còn vẫn còn ba mẹ là thấy vui rồi. Hiểu chưa? Bây giờ có ước mơ gì chưa, nói anh nghe với. Hả? Dạ. Thảo Ngài có tìm ra cái phương pháp buôn bán gì chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Tại sao không kiếm buôn bán gì đây? Bên đây thì cô bác có những chị hỏi là sao em không có, mình là tỉa ba cái đó cho bớt. Dạ, tại đó giờ mẹ không có cho. Bên đây mẹ nói sợ bệnh, cắt rồi sợ bệnh. Cắt rồi sợ bệnh hả? Nên mẹ không cho, rồi em để tới giờ luôn. Dạ. Nên em để là nó càng ngày nó càng dài hơn. Có khi nào mình thử, mình cắt thử không? Dạ không. Bên đây anh hỏi thật là bên đây có khi nào bị tổn thương lần nào không? Dạ bị ra máu gì đó? Dạ không. Không hả? Hôm nay là mình không đi làm hả Dương? Dạ có, mà tại em xin nghỉ. Xin nghỉ bữa ha? Dạ. Thưa cô bác quýnh chị, là có cô bác quýnh chị hỏi là em Dung là làm mỗi tháng bao nhiêu? Thì em Dung là làm mỗi tháng 800 ngàn hả Dung? Dạ 800 mấy? 800... 94 894 ngàn. Thì ở đây thì ví dụ như mà cô bác quý anh chị á,
muốn ủng hộ cho em thì em có một cái số tài khoản nào để cô bác quý chị ủng hộ trực tiếp cho em được không anh? Khỏi đi qua đặt em giao cho em cái số tài khoản đó. Dạ có, mà tại em để trong nhà. Có ha, em nhớ số không? Dạ không. Có thẻ, có số lấy đi rồi anh chia sẻ cái số tài khoản cho mọi người có thể ủng hộ cuộc sống của em tốt hơn được không? Dạ. Ha, rồi thôi bây giờ em đi lấy đi. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, thì lần quay trở lại của em Dung á, thì Bùi Hồ thì cũng muốn, tại Bùi Hồ thì thường đi những cái hoàn cảnh cũng khá là xa so với cái nhà ngôi nhà của em Dung đang ở. Thì sẵn nhân tiện video clip đây thì Bùi Hồ xin thông qua cái số tài khoản của em Dung. Thì cô bác quý anh chị nào có ủng hộ thì có thể ủng hộ chuyển khoản trực tiếp tới với em. Và đây là cái số tài khoản của em Dung là cô bác quý anh chị. Tên tài khoản là Quỳnh Thị Tuyết Dung. Số tài khoản là 670-426-2133-21-35992. Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Tân An Giang. Bữa hồi đọc lại một lần nữa ha. Tên tài khoản là Quỳnh Thị Tuyết Dung. Số tài khoản là 670-426-2133-992. Thì cô bác quý anh chị nào mà có ủng hộ cho em Dung thì có thể chuyển khoản trực tiếp cho em để hỗ trợ em trong cuộc sống. Tại vì ba mẹ thì bây giờ vẫn đi làm thuê làm mướn hả Dung? Dạ. Ba mẹ thì làm ngày được nhiêu? Em cũng không có biết nha. Tại em cũng có hỏi ba mẹ. À, không ra thì ba mẹ có qua đây không? Hay là em dạ, có về không? Không, em chưa có qua về bển. Vậy ha. Tại em còn đi làm. À, tại em còn đi làm ha. Nào làm xong cuối tuần mới về. Dạ. Nhưng ngày mai là em về lại Đồng Tháp hả? Dạ, ngày mai chắc hơn chưa đi thôi. Tại vì em còn làm đi bên hoạt động bên đoàn á, xã đoàn. Mỗi tháng em là được 800 ngàn, 800 mấy. Là chuyển qua cái số tài khoản này. Dạ, em nhận tiền mặt. Nhận tiền mặt. Còn cái thẻ này là tạo để em chuyển tiền. Dạ. Này em mới tạo đây hay Dung? Dạ, em mới tạo. Thì cô bác quý anh chị nào có ủng hộ thì có thể là mỗi người góp một chút ít để cho em Dung cuộc sống có đỡ khó khăn hơn tí xíu. Thì em sẽ có phương hướng gì đó em làm ăn ha. Dạ. Đây anh gửi lại. Tại vì Dung là một cô gái nên anh nữ là Bùi Hồ cũng không có muốn công khai cái số điện thoại của em lên ha Dung ha. Dạ. Tại vì anh sợ sẽ bị bất tiện nên là nữ là cô bác quý anh chị nào có chuyển khoản thì có thể chuyển trực tiếp cho em Dung. Và lưu ý là cái người ta chuyển cho mình đừng có nghe là người ta kêu chuyển khoản cho người ta trước gì nha. Chuyển người ta chuyển cho mình thì mình nhận thôi. Dạ. Ha. Mấy nay cuộc sống vui lên chưa? Dạ. Hả? Dạ có. Có ha. Thì hôm nay anh đến đây á, mục đích là thăm em, chia sẻ cho em biết về cái bệnh của mình vậy đó. Dạ. Thì mọi người cũng thông cảm với em, vẫn thương yêu em và đồng cảm với em. Nên là nữ là anh hôm nay anh đến đây anh thay mặt cho cô Hội ở Mỹ gửi cho em 1 triệu ha, để em xoay sở trong cuộc sống. Đây, đây là phần của cô Hội ở Mỹ. Cảm ơn cô. Anh đếm lại đi cho mọi cô thấy. Đủ không? Dạ. Bây giờ có nói lời nào với lại tất cả các mạnh thường quân không? Dạ, xin cảm ơn tất cả các cô chú đã ủng hộ em, giúp đỡ em. Có giờ thời gian sao có vốn làm gì nói chia sẻ cho anh biết được không? Dạ, em có vốn cái em sẽ có tiền, em sẽ kiếm đất em mua cắt nhà cho ba mẹ với lại ba mẹ về ở chung. Cất nhà cho ba mẹ. Đằng em về em ở chung. Dạ. Rồi xong rồi mới làm kiếm tiền nữa, em sẽ kiếm tiền sẽ mở được mở quán. Mở quán tập quá. Dạ. Thường thì miếng đất biết là bao nhiêu tiền không? Dạ, em sợ chừng 100 mấy. Chừng 100 mấy. Ba mẹ nói cái gì? Dạ. Cái cuộc sống của ba mẹ thì hiện nay như thế nào? Dạ, ba mẹ sống ở bên Đồng Tháp. Em tự lập như thế này lâu chưa và ba mẹ có gửi tiền qua phụ giúp cho em không? Dạ có.
có hả? Lâu lâu em qua bển ba mẹ cho tiền. Thường ba mẹ cho nhiêu? 500 triệu. 500 triệu. Mà bao lâu mới về ba mẹ cho một lần? Dạ, chừng một tháng. Một tháng hả? Em làm bên đây 800 mấy ngàn thì nó không có dư đúng không? Dạ. Ăn uống đồ thì con gái nữa thì sẽ thiếu một nhiều hơn Dung ha. Dạ. Thì lúc mà thiếu hụt quá thì sao? À, em xài nhính nè, không có bao giờ thiếu. Nhính, xài nhính hả? Dạ. Thường mỗi một ngày chi phí của mình là em xài là bao nhiêu tiền? Một ngày em xài chừng 50. 50? Có khi chạy chưa tới 50 nữa. Chưa tới 50 nữa. Dạ. Lại có cơm nước thì sao? Dạ, cơm nước lại ăn ở trong nhà của ông Út luôn. Ăn trong nhà ông Út luôn? Về ông Út lo cho mình luôn. Dạ. Người mình có trả tiền cơm cho ông Út không? Không lấy. Ông Út không lấy hả? Rồi em nấu cơm rồi phụ cho ông Út. Dạ. Em đã tự lập được như vậy là bao lâu rồi? Em cũng 2-3 năm mà. 2-3 năm. Trước đây thì em có làm cái công việc gì không? Dạ, có làm công ty thời gian rồi công ty hết. Làm công ty thời gian rồi bị dịch rồi công ty nói là đủ người không nhận nữa. À, lúc đó thì làm công ty thì công ty gì? Dạ, công ty giày. Em làm công ty giày. Lúc đó em làm được bao nhiêu tiền một tháng? 3 triệu 9 một tháng. Làm ở đâu Dung? Dạ, em làm ở Bình Dương, ở chỉ ở Bình Dương ở gần Dĩ An, ở gần An Phú. Bạn dẫn đi thì sao? Dạ. Thì sao bây giờ mình hết dịch rồi nè, sao bây giờ mình không lên đó mình xin để mình làm nữa? Dạ. Tại em muốn gần ba mẹ. Muốn gần ba mẹ ha? Dạ. Đây về nhà em là bao nhiêu cây số? Tại em đây em về bển cũng em cũng tới gần, tại đi qua bển đây qua bển gần 2 tiếng mấy. Cái ước muốn duy nhất nữa đó là cắt cái nhà cho ba mẹ. Mà làm thuê này thì đâu biết khi nào mà được có tiền được mua cái nhà ha. Dạ. Anh thấy mỗi lương mỗi tháng 800 thì so với bây giờ em chạy đi bằng xe gắn máy nữa thì nó thiếu hụt nhiều quá. Dạ. Ngày xài là chưa tới, đôi khi là chưa tới 50 ngàn luôn. Chiều nay làm đi làm nữa. Dạ. Thông tin với lại cô bác anh chị đó, hôm nay thì Bùi Hồ qua em luôn để tâm sự với em cho cái cuộc sống của em nó sẽ thoải mái hơn. Có người nói chuyện thì cũng vui hơn hay Dung ha. Thì đó là cái thông tin về cái số tài khoản của em Dung mà cô bác anh chị có ủng hộ có phải chuyển mạnh trực tiếp cho gia đình cho em để em có xây sở trong cái cuộc sống tốt hơn hay Dung ha. Dạ. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn tất cả mạnh thường quân, cảm ơn chú Phát ở Úc nỗ lực ở clip trước đã hỗ trợ 2 triệu. Xin chân thành cảm ơn cô Huệ ở Bỉ hôm nay thì cũng đồng hành hỗ trợ hoàn cảnh của em Dung 1 triệu. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và xin chúc tất cả các mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chào em ha. Yeah.